Oh, xin chào cô chú anh chị và quý bà con đã trở lại với cái video tiếp theo của em. Thì hôm nay em có đến ấp Tân Hận hả? Hả? Ấp gì? Ấp gì? Ấp Tân Hòa, huyện xã Tân Thanh, huyện Vùng Trôm, tỉnh Bến Tre để ghi hình đăng bán dùm cho cái anh này một con bò đực kem cô chú anh chị và các bạn. Được 5 tháng rồi nha. Thì cô chú anh chị và các bạn xem cảm thấy muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em số điện thoại em để trong hình nha. Giá này rất là yêu thương. Thì giá này em thương lượng rồi. Nói chung là lên sóng là cô chú anh chị mua ngay và liền liền. Và nhanh tay gọi cho em nếu như mà cảm thấy thích nha. Rồi bây giờ mình đến với nội dung ngày hôm nay và đừng quên là đăng ký kênh để không bỏ lỡ video tiếp theo nha cô chú anh chị và các bạn. Trở lại với cái chuồng cũ, hôm đó em có quay rồi thì hôm nay con bò này là nói chung là nó được 5 tháng tuổi rồi. À, cô chú anh chị bạn thấy không? Đực kem. Qua quay cận cảnh cho cô chú anh chị bạn coi luôn. Hôm đó em quay. Thiệt tình á. Em nghe nè anh ơi. Đòi lò một chút cũng chạy xuống. Không. Út nào ta? Cưng biết út nào ngang ngã từ mới không là bò á. Biết không? Rồi chút chạy xuống. Rồi. Bò ở thẳng đây nói anh đấy nhớ không? Thế nào? Úc là bò mới mở cái lò á, chọc bà thí gì đó. Xong rồi biết rồi, ngay chỗ ngã tường mới, ngay cái cống chạy vô không? Rồi anh biết rồi. Đây chú anh chị bạn. Nè con được kem nè. 5 tháng nha. 5 tháng phải không? Lên giờ bán nhiêu đây? Đại ca. Bán 20 triệu 500. 20 triệu 500 của chú anh chị bạn. Đây. Đực kem 20 triệu 500, dai đùi đầy đủ nha, chân móng hoàn thiện không bị ổ xe, cu nè, cu giấy thì hoàn thiện không bị xuống ruột gì hết. Đây tướng khá đẹp, dai đùi đít đó, đít tròn vo luôn, đít như là đít bò mẫu luôn á, quả mông khá ok đó cô chú anh chị bạn. 20 triệu 500, giá thương lượng không? Không, giá chốt. Giá chốt luôn ha. Đây chú anh chị bạn thấy không? Đùi đít lưng thì khỏi chê luôn rồi. Ai có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em số điện thoại em để trên màn hình. Đứng em lại coi. Làm cái gì đó hả? Ờ đứng luôn ta. Ờ ngoan. Kêu đứng cái đứng luôn à, nó 20 triệu 500, giá là yêu thương luôn ngang. Còn ai có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em số điện thoại em để trên màn hình. Đó, con bò này cao chắc cả mét bò. Con này cao mét bò của chú anh chị bạn. Mét không? Con này cao mét bò nghe cô chú anh chị bạn. Nói chứ con không dám đo nữa. Thôi đâu được, đâu đó, đâu có đem thước đâu đó. Đó chú anh chị bạn thấy nhìn tướng không? Nó đứng xa ra quay ngang. Ai có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em số điện thoại em để trong hình. 20 triệu 500, chân móng hoàn thiện, cu giấy hoàn thiện, không có bị ốp xe, không bị xuống ruột xuống rúng gì hết nha. Đó cô chú anh chị các bạn, 20 triệu 500 là giá chốt nha, giá rất là yêu thương nha. Đó ai mà cảm thấy mà thấy thích cái chương trình của em thì hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ cái video tiếp theo của em, cũng như là ủng hộ em có thêm động lực làm nhiều cái video mới ý nghĩa, tạo một cái diễn đàn cho cô chú anh chị mua bán. Khỏi mất thời gian để chúng ta đi tìm kiếm nha. Rồi đây là một cái diễn đàn chuyên đi ghi hình đăng bán bò dùm cho tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chỉ thiên chỉ địa. Nè sừng chỉ thiên chỉ địa luôn. Rồi thì bây giờ em xin tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay. Nhìn con bò lực nè cô chú anh chị bạn thấy không. Đó. Rồi mình tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay nha cô chú anh chị và các bạn. Rồi để tiếp nối cái video đăng bán ngày hôm nay thì em sẽ gửi đến cô chú anh chị cái hình ảnh của một cặp bò, một con cái và một con đực.
con đực này là con đực rách man, còn con cái là con cái lai xin của chú anh chị và các bạn. Nói chung là hai con này rất là đẹp nha, giá thì rất là yêu thương. Còn cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em, số điện thoại em để trên màn hình. À cô chú anh chị bạn thấy không, thấy con cái lai xin không? Đó, con cái lai xin mà nó đẹp như vậy nè cô chú anh chị bạn. Nó con cái lai xin nha, vàng rúng nè. Đó cô chú anh chị bạn thấy không, thấy vàng rúng không, cấp mình nè. Đó, vàng rúng với lại cấp mình này là đưa lên là cô chú anh chị mua liền. Mình nhìn cho kỹ cái chỗ này nữa nè cô chú anh chị bạn, nhìn thấy chân móng đứng thẳng không, rất là ok ha. Chân móng đứng thẳng nè, dậu nè, rúng nè, thấy vàng rúng không, vàng rúng kéo dài lên dậu. Đó cô chú anh chị bạn, cái hình ảnh này đưa lên thì cô chú anh chị khỏi phải phàn nàn vì vấn đề cái độ đẹp của con bò. Sái bướm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh, chân móng thì hoàn thiện. Còn kế bên là con đực Rathman nha. Đực Rathman này là mấy cái anh ngoài Bình Thuận chịu dữ lắm chịu. Nó coi nè cô chú anh chị bạn, nhìn bò cái nhìn thấy là mình tê người liền. Nhìn cái dàn dậu nó là mình đủ là chấm điểm. Cô chú anh chị báo giá trực tiếp cho cô chú anh chị. Bò này chiều cao khoảng 1m2. Con bò này chân móng hoàn thiện rất đẹp, vàng rúng cũng khá đẹp. Con bò này báo giá trực tiếp 23 triệu của chú anh chị bạn. Đó, ai có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em, số điện thoại em để trên màn hình nha. Cái cậy đuôi thì thôi khỏi bàn. Nó mà nhìn thấy cái cậy đuôi nè. Đó, cái cậy đuôi mà em nói thiệt, nói không phải nói bậy chứ cậy đuôi này hầm đu đủ thì thôi khỏi chê. Con bò này cái cậy đuôi này quá đã, cái cậy đuôi bự chập bá luôn, nhìn cấp mình của nó nè cô chú anh chị bạn. Đó. Rồi em quay một cái điểm nữa là để chấm điểm cho nó nè. Cô chú anh chị nhìn kỹ nha. Nó ở con bò thì mình phải nhìn cho kỹ mình mới chấm điểm được mà mình mua con bò. Nè. Thấy không? Dài lực nè, thấy không? Cái dạng dậu nè. Đó, mình thấy con bò cấp mình nó đẹp vậy mà mình không mua, mình mua con bò giống kiểu gì? Những con bò này sái bướm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh nè cô chú anh chị bạn. Nó rất là đẹp nha. Nó da dùng hết trơn luôn nè, thấy không, thấy da dùng cấp mình đẹp cực kỳ không. Con bò này báo giá trực tiếp cho cô chú anh chị các bạn luôn 23 triệu, chiều cao khoảng 1m2. Bò này chân móng nè, nhìn thấy cái dàn chân móng nè, cấp mình rất là đẹp. Đây cô chú anh chị các bạn, con bò này nói chung là mình nhìn vào cái độ đẹp của nó nha. Đó, nhìn thấy cái cài đuôi của nó không? Con ngấn cái trần nè. Mềm xèo luôn của chú anh chị các bạn. Rất là đẹp nha. Đầy đặn. Sái bướm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh nè của chú anh chị các bạn, thấy không? Đó. Nói chung bò đẹp thì em báo với cô chú anh chị là con bò đẹp. Để chúng ta có thể biết được chúng ta lựa chọn con giống. Cái chỗ mà để chúng ta mua cái con giống á. Nó. Thì chúng ta nên chấm những cái điểm như thế này nè cô chú anh chị các bạn. Cái này là em góp ý cho những cô, những chú, mà những anh chị, bạn bè, mà những người chưa nuôi bò nha. Còn những người đã có kinh nghiệm nuôi bò rồi thì em không có dám nói. Tại sao? Đó. Nè, mình nhìn thứ nhất là cái chân móng của nó nè. Cái chân móng nó đứng thẳng. Thứ nhất ha. Thứ nhì là mình nhìn cái vàng rúng của nó nè. Nó vàng rúng này nè. Rúng chiền chứ không có rúng nhiễu. Nó chấm điểm đẹp ở chỗ đó. Thứ ba là lông da của nó. Nó. Thứ tư là cái dàn dậu của nó nè cô chú anh chị bạn. Nó, mình thấy cái dàn dậu của nó không? Dàn dậu khá là dữ. Nó cấp mình bò này khá là đẹp, thùng dạo khỏi chê luôn ha. Bò này đặc biệt nó dễ lạ luôn. Em nựng chỗ nào cũng được cô chú anh chị bạn. Nó em rờ em mò em nói thiệt chỗ nào em đụng nó cũng được. Những con bò dễ như thế này chúng ta nên mua về chúng ta nuôi ha. Tại sao? Để chúng ta dễ thuận tiện cái việc mà vệ sinh chăm sóc cho nó cô chú anh chị bạn. Rất đẹp nè, nhìn cái dàn dậu của nó nè. Nó, mình nhìn cái dàn rúng của nó nè. Ở đây nó có cái cục nay vú nè, nó kéo dài từ cái con bò này 5 vú luôn cô chú anh chị bạn ơi. Nó 5 vú luôn. Trời ơi cái vú nó, thấy chưa, cái dàn rúng của nó mà kéo dài nè. Nó cô chú anh chị bạn thấy không, rất là đẹp nha. Nó kéo dài từ dậu mà kéo dài tới cái vú luôn. Nó chân móng thì móng sò đứng thẳng nha, rất là ok của chú anh chị bạn. Nè, dai thì lực nè, thấy không, dai lực, nhìn da dùng đẹp cực kỳ không. Đó, ai muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em, số điện thoại em để trên màn hình nha.
Bò này báo giá trực tiếp của chú anh chị các bạn luôn 23 triệu. Kế bên. Nè, mình nhìn cho kỹ con bò đực Gatman. Đực Gatman này cao khoảng 1m2 bò. Mét mười mấy á. Nói chung là nó đẹp lạ lùng. Nó đẹp lạ lùng xương gió luôn nha. Đây của chú anh chị các bạn. Nó nhìn nhận dậu không? Gatman tay to luôn nha. Con này làm để giống bò bò nhảy là thầy luôn á. Xương à. Xương cối luôn của chú anh chị các bạn. Những con đực Gatman này thì xương thì khó khỏi chê rồi. Lông nhuyễn da sát, nhìn cái dai nó lực thấy ghê luôn không? Đó. Dai rất là lực. Bò bự dữ dằn, bò này để làm bò nền ngon lắm á. Bò nọc á, cu giấy nè. Đó, thấy không? Quay cận cảnh luôn, chân móng nè. Chân móng sò nè, đứng thẳng băng luôn nha. Đó, cô chú anh chị bạn thấy không? Cái chỗ này là nó bị trầy á. Nó bị trầy á. Đó, coi là lông da của nó nè. Bò lực ghê luôn của chú anh chị bạn. Đó, báo giá trực tiếp của chú anh chị bạn luôn. Đực Gatman này 20 triệu nè. Đực Gatman này đã ghê sái bớm nghiêm chỉnh luôn. Đó. Thấy không? Em đang quay xa nè, thấy không? Đực Gatman 20 triệu. Còn bò cái 23 triệu. Thấy đực Gatman không? Đẹp dã man luôn. Bò cái đẹp lạ lùng luôn ha. Cặp bò này xứng thiệt ghê luôn á. Cặp bò này đực này đem về làm bò nhảy nè. Nè cô chú anh chị bạn, thấy không, nó dễ nè, cái đầu nè. Đầu dồ, đầu chuỗi nè nha. Đực Gatman chuỗi nè. Lỗ tai hết biết to. Nó có cái gu nè. Sái bớm hoàn toàn nghiêm chỉnh của chú anh chị bạn. Dai lực giả mang luôn. Nhìn dâu nè. Ồ nó lực nè của chú anh chị bạn. Em nựng tới đâu cũng được hết trơn. Bò nó dễ, nó đẹp. Cặp bò này nó đã gì đâu luôn tơi. Được rách ma này 20 triệu nè. Hết biết không. Còn bò cái nó đẹp. Nói chung là cặp bò này nó xứng đồng tiền. Nó đẹp lạnh lùng. Bò đực 20 triệu rẻ rề luôn của chú anh chị các bạn. Bò đực này nó bự hơn bò cái này luôn á. Nhìn hai con bò nè, xứng ghê không? Mà có 20 triệu thôi. Bò này 20 triệu thì nói thiệt chứ rẻ như cho luôn của chú anh chị các bạn. Nói thiệt chứ. Hết biết đẹp không? Chân móng nè, thấy không? Xương to luôn á. Còn này em chấm nó chỗ nào không? Vàng dậu với vàng rúng của con này gắt quá. Quá đẹp. Rồi thì từ hồi nãy đến giờ thì em đã cập nhật đầy đủ thông tin. Rồi bây giờ em sẽ đo hào thử cái chiều cao gửi đến cô chú anh chị vừa bạn. Để chúng ta biết được hai con bò này chiều cao nó cỡ nào ha. Rồi chúng ta có nên chốt trực tiếp trên mạng xã hội hay là không. Đó. Bò đực. Nhìn tướng đã quá anh chị ơi. Dài kìa. Múi múi cơ cơ. Cái cặp này mở ra không thấy cái thước nằm đâu hết trơn. Nhiều quá. Gì? Tiền nhiều quá mà. Tiền đâu có cha. Tiền của ta. Mà đực bự thì sợ nha. Đẹp. Người ta đẹp lạnh lùng chứ mà làm gì thì đẹp. Sợ đẹp làm gì. Em nói nó bự. Đừng có nói là sợ nó. Bò này bò đẹp mà nó bò đẹp thấy sợ, thấy sợ ai cũng sợ hết rồi đâu được. Đứng em cây đẹp trai. Bò này chiều cao 1m17-18 của chú anh chị các bạn. Còn bò cái này chiều cao 1m2 đó. Thì cô chú anh chị các bạn có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em, số điện thoại em để trên màn hình nha. Từ nãy giờ em đã cập nhật đầy đủ thông tin, chiều cao, kích thước, chân móng, dậu rốn đầy đủ hết, sái bớm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh. Thì cô chú anh chị và các bạn nếu như mà cảm thấy thích muốn mua cặp bò này với giá này thì cô chú anh chị cứ điện thoại ngay và liền cho em số điện thoại em để trên màn hình. Và bây giờ em xin kết thúc cái video đây, hẹn lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp. Thân ái kính chào mọi người.